Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi tổng kết kinh tế tài chính tuần qua. Tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi lên với chỉ số Dow Jones đã tăng 1.21%, chỉ số Nasdaq tăng 1.94% và S&P 500 tăng 1.65%. Vào thứ hai ngày 1 tháng 7 và thứ ba ngày 2 tháng 7, chỉ số S&P 500 đã phá kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp. Và vào hôm thứ tư ngày 3 tháng 7, cả 3 chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 cùng phá kỷ lục mới. Nhìn lại những tháng 6 của quá khứ để so sánh, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đã có một tháng 6 tốt đẹp như thế này kể từ năm 1938 và S&P 500 cũng đã ghi nhận đã có một tháng 6 tốt nhất kể từ năm 1955. Nghĩa là trong hơn 60 năm qua và tóm lại tháng 6 của năm nay, năm 2019, thật là một tháng 6 đặc sắc cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và là tuần lễ của lễ độc lập July 4 đã khởi sự cho tam cá nguyệt. Thứ ba của năm 2019 thật là huy hoàng kinh tế Mỹ đã và đang tiếp tục phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian tới. Riêng ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 7, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 0.20%, Hồng Kông, Hang Seng giảm trừ 0.07%, London FTSE 100 giảm trừ 0.66%, Shanghai Composite tăng 0.19% và chỉ số DAS của Đức giảm trừ 0.49%. Chúng tôi xin nhắc lại, giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng nên rất nhạy cảm với tin thức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ánh trung thực tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Sự nhạy cảm này thường chỉ có giá trị đoạn kỳ mà thôi. Tuần qua, giá dầu thô xuống mức USD một barrel mỹ đang tiếp tục cấm vận North Korea Iran và Venezuela tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và cấm vận mua bán dầu tại Iran North Korea cũng như tại Venezuela cùng với sự căng thẳng của cuộc chiến mậu dịch với trung quốc và cũng đang là mùa tranh cử đã tạo nên thêm sự căng thẳng cho chính trường tại mỹ và thị trường dầu trên thế giới đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, với đồng Yen của Nhật Bản, so với đồng Yuan của Nhân dân tệ Trung Quốc, so với đồng Rubo của Nga và với đồng đô la Úc Đại Lợi, nhưng lại không thay đổi so với đồng đô la Gia Nã Đại. Giá vàng ở mức là 1.401.20 USD 1 ounce vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 6. Lãi suất mortgage ở mức là 3.75% cho 30 năm cố định và 3.18% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tuần trước tại Osaka, Japan. Tổng thống Donald Trump đã nói ông sẽ tạo dễ dàng hơn đối với công ty Huawei ông sẽ có thể cho phép các công ty Mỹ trở lại bán cho Huawei những hàng hóa nào mà không đe dọa đến nền an ninh quốc gia. Đây có thể là một tin vui cho Huawei và Trung Quốc và hy vọng rằng đồng thời cũng bảo vệ được quyền lợi và an ninh cho hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Công ty Boeing cho biết sẽ dùng ngân khoản là 100 triệu Mỹ kim để giúp đỡ cho các nạn nhân của tai nạn phi cơ. 737 tại Indonesia và Ethiopia. Kính thưa quý vị, bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây. Tường Vi xin kính chào quý vị.